hắm, hắm. Trời ơi, cuộc đời thật lắm bất công. Cớ sao tôi lại ra nông nỗi này? Ôi giời ơi, có một cái làn nữa mà. Mệt mỏi lắm, thêm đi về đâu. Mày này, mày này, này, này. Mày quên không kể là câu chuyện này cực hot. Cái gì? Buôn chuyện trên trời dưới đất, buôn chuyện vũ trụ, thế mà chuyện ngay sát thì mình mới lại quên. Xóm mình nhá, mới có một người vừa chuyển đến. Một thanh niên không hói, không hôi nách. Xem thế nào, biết đâu là vừa mồm vừa miệng thì sao? Ôi giời, nữa gấp chị cứ làm như là em ham hố với cái đấy không mẳng ấy. Nhưng mà tên là gì? Đấy, ở đâu chuyển đến, không phải sống chung mẹ chồng à? Úi giời ơi, đấy, úi giời ơi, không ham hố. Úi giời, nhảy sở vào mồm người ta hỏi như đúng rồi ấy. Tôi có biết gì đâu. Buổi sáng này ấy, gặp bà Phồn bán trứng vịt lộn ở đầu chợ ấy. Bà ấy buôn nhá, bà vừa mới dọn đến đây thôi. Mà nghe bà ấy kể là hình như là nghiên cứu sinh hay là cái gì đấy mà... Nhà chiêm tinh học à? Không, hình như kiểu gì là nghiên cứu về vũ trụ ấy. Ôi, bao la rộng lớn thế á? Ừ, mà tuổi đâu như là 30 tuổi. Trời ơi, hợp tuổi luôn đấy. Mà chưa một mảnh tình vắt tay. Cái này người ta gọi là hàng xịn, hàng nguyên đai, nguyên kiện, hàng coi như là chưa bóc được gì. Ôi dồi ôi, 30 tuổi mà chưa có một mảnh tình vắt tay á? Ừ. Này, thế thì quả này là hâm nặng rồi. Thế em chả dám. Biết thế nào được. Ừ. Em chào chị. Chào em. Em là... Giới thiệu với chị, em là Minh. Em vừa chuyển đến sát ở nhà chị. Sáng nay dọn đồ mà nhìn thấy chị đi chợ, chưa kịp chào ạ. Thế ra là em dọn đến sát nhà chị à? Dạ vâng ạ. Anh ơi, em xin được tự giới thiệu với anh. Em tên là Tina. Em là hàng xóm của anh đấy ạ. Thì anh mới chuyển đến đây thì sau này trong cuộc sống, nếu mà có lúc nào mà tối lửa tắt đèn, khó khăn thì anh cứ ới em nhá. Rất vui được làm quen với anh. Rất vui được làm quen với em. Cảm ơn em trước nhá. Mà hai chị em mới đi chợ về ạ? Ừ. Sao lại xách nặng thế? Ôi, em ơi, nhiều đồ lắm, nặng mà. Nặng lắm đấy anh ạ. Nặng như thế này không thể nào mà để con gái xách được, bởi vì như vậy sẽ làm hỏng bàn tay búp măng. Để em. Ôi thôi, các mong cái này là của Tina. À thế ạ? À? Thế em xách vào nhà cho chị nhá. Ừ. Sao lại hà lăng thế? Nào, bình tĩnh nào. Không thể làm mà kiềm chế nổi đấy. Ngã ra đây là tôi không bền đâu đấy. Em chào chị ạ. Ừ. Đi thôi em. Dạ vâng ạ. Ôi dồi ôi. Em thật không ngờ đấy. Ở cái nơi khỉ ho cò gáy thế này á, mà lại xuất hiện một người đàn ông đích thực ấy. Chị á, có con mắt hơi bị tinh tường đấy. Nói thật với em nhá. Ủa, con gái ăn gì mà vãi phí thế. Ngọt. Giờ chị nhá, xung quanh toàn đàn ông dớ dẩn, một phát người tử tế thì phát hiện được luôn. Cô láo ăn cặp thì bà bảo ai đấy. Tôi cũng là trai của cái xóm này đấy nhá. Thì cho ông vẫn chả ở cái bé đấy còn gì, tôi có gạt ông ra đâu. Bà thì chỉ được cái là đứng núi này trông núi nọ rồi có ngày đấy nhá. Tôi đùa có một tí tao mà sửng cổ cả lên. Chị chỉ đùa anh một tí thôi. Còn anh thì vẫn là number one với chị. Tôi mà thoát được ông với tôi thoát từ lâu rồi nhá. Tôi nói là chẳng qua là tôi nói cho con Na đây này. Ế gì mà ế lâu ế dài ế bền ế vững ế tổn kho ế quên chìa khóa. Na mười nào đây đấy, hả cam quýt nào đây đấy. Chốt lại một câu nhá, là Tina Phạm. Còn cái tên kia ấy, em đã xóa khỏi sổ hộ khẩu từ rất lâu rồi. Mà không phải là do em ế đâu, chẳng qua là do thời thế chưa cho phép em lấy chồng. Thôi, xin cô, đã ế rồi lại còn sang chảnh. Chị buồn cười nhở, cái việc ế của em thì liên quan gì đến chị mà chị cứ mù loa lên, xong rồi hàng xóm láng giềng người ta nhìn vào em mặt mũi đâu. Trời ơi, nhưng mà nhá, ông Phỉu nhá, phải công nhận, vừa đẹp trai, vừa có tốt bụng, vừa có tài, vừa ga lăng cơ, mê lắm. Sống lâu mới biết đêm dài nhé. Đẹp trai ga lăng trí thức không có nghĩa là không rượu chè cờ bạc trai gái nhé. Ai cũng có cái khuyết điểm của mình chứ lại. Mà các bà là chỉ được cái là một tấc lên mây xanh nhé. Làm sao? Làm sao cái gì? Thôi thôi được rồi. Thôi anh nhé, anh cứ tập trung vào chuyên môn đi anh ạ. Mà này. Dạ. Cái nút thử điện của tôi đâu nhỉ? Vớ vẩn công ở chỗ đấy đấy. Ông cắm vào tay ông kia kìa. Đúng là dở ơi.
Ý bà giờ hơi trật tự đi cho người ta còn sửa. Đang không sửa được thế này. Anh Xỉu ơi. Ai đây? Em chào anh ạ. Hả? Em chào chị. Chào em. Chú tìm anh à? Dạ vâng. Anh ơi, anh chở cho em ít đồ đi với ạ. Chở đồ đi á? Vâng. Chú vừa mới chuyển đến sao lại chở đi? À, em soạn ít đồ cũ định ủng hộ người nghèo. Bây giờ anh chuyển ra trung tâm tiếp nhận giúp em được không? Em có địa chỉ đấy ạ. Nhất trí. Thế nhưng mà chờ anh sửa xong cái máy sấy cho cái Na. À quên. Tina Phạm. Xong là anh chở cho chú nhá. Dạ. Đang sửa cho cái máy sấy mà sửa mãi không được đây này. Máy bị làm sao thế anh? Chả hiểu. Nó bị làm sao mà anh sửa mãi không được. Anh cho em xem nào. Ấy, chú dân nghiên cứu, biết gì máy móc mà sửa. Anh cầm giúp em với. À. Anh cầm giúp em. Đấy, được rồi đấy này. Ôi, giỏi thế. Anh Minh giỏi thật đấy. Rồi, xong rồi đấy anh. À. Anh thử xem được chưa? À. Ôi giời ơi. Ngon lành nhá. Đây, của nàng đây nhá. Trời ơi, em cảm ơn. Anh Minh giỏi thật đấy. Biết thế em nhờ anh Minh ngay từ đầu cho xong đi. Chứ khiếp cái nhà anh Xỉu này, mang tiếng là biết sửa máy móc, thế mà mân mê cả ngày cũng không xong ấy. Ôi trời ơi. Này, thế ở nhà còn cái nào hỏng nữa không? À có cái bàn là chị ạ. Anh nghe mãi mà không thấy nó vào điện. Lúc nào mà anh rảnh thì anh sang anh sửa cái bàn là cho em nhá. Được rồi. Em cảm ơn anh ạ. Thế bây giờ mình đi nhá. Đi thôi anh. Anh Minh ơi, anh Minh dọn dẹp nhá. Anh cảm ơn nhá. Em chào chị ạ. Đi thôi anh. Chào Minh nhá. Anh đi nhá. Ai cũng một thời trẻ trai nhá. Bác Xỉu, đang giờ nghỉ trưa anh ngồi ngoài này này. Uống chén nước đi. Con Tú Vịt và anh ấy, nó đang buôn chuyện với mấy bà hàng xóm ở nhà. Ôi giời ơi, cứ vo vo ve ve, xong lại lên trầm xuống bổng, xong cười hô hố với nhau ấy. Anh ngồi nhà được 15 phút thôi ấy mà hoa mày chóng mặt. Thế là xóm mình có cái sự kiện gì mà có đại hội buôn đấy anh? Sự kiện gì? Mấy bà đang buôn chuyện về cái ông hàng xóm mới. Hàng xóm mới à? À, cái thằng Minh gì gì đấy không anh? À. Ôi, cái thằng đấy em nghe rồi. Này, các bà các chị ở xóm mình có vẻ hâm mộ nó lắm cơ. Gì mà anh em mình xuống bùn để tôn nó lên làm người đàn ông hoàn hảo đấy. Gơm, được 3721 ngày thì có lòi cái mặt chuột ra. Lúc đấy thì các mụ mới vỡ mộng anh ạ. Không, thằng này nó perfect thật đấy. Anh ở sát vách cho nó anh biết. Nhìn thằng này nó hiền lành, nó văn minh, nó ngoan ngoãn. Mà đặc biệt ấy, cái gì nó cũng giúp, ai nó cũng giúp. Cái gì nó cũng biết, thế mới lạ chứ. Thế nó có uống rượu không? Uống rượu thì không. Hôm trước ấy, anh mời nó cốc bia thôi, nó bảo nó không uống, bởi vì là nó uống một tí thôi là tim nó đập nhanh, cho nên nó xin phép. Thế nó có máu đỏ đen không anh? Cờ bạc đỏ đen à? Thì chắc chắn là không rồi. Bởi vì ấy, thằng Phú Chim hôm trước ấy, nó đánh ù mà nó thiếu chân, nó mới gọi thằng này vào ngồi một tí thôi, nhưng mà nó bảo nó không biết chơi. Anh Hùng là khó quả mỹ nhân lắm, mấy cái đồng chí mà không rượu chè, không cờ bạc thì đích thị chỉ có mê gái thôi. Cái loại đấy là thính không rắc bằng tay mà có khi rắc bằng máy bay lên thẳng đấy anh ạ. Không, vấn đề này ấy, anh quan sát kỹ rồi. Nó nhìn chị em trong xóm mình ấy với con mắt trong sáng. Không có cái vẻ gì là gian tà cả. Ô, anh ơi, tôi chuẩn rồi, đúng đích thị cái thằng đấy. Nó không phải là đàn ông đích thực đâu anh ạ. Bóng đấy, bóng chuẩn luôn. Em rút kinh nghiệm từ em ra, anh cứ tin em đi. Bóng à? Vâng. Không, anh nhìn thằng ấy nó thẳng lắm. Thẳng hay cong ấy, phải thử mới biết được anh ạ. Vụ này, anh cứ để em. Anh em mình sẽ triển khai cái kế hoạch này. Bây giờ nhá. Tôi không hiểu công nghĩ gì. Công định thử cái gì cơ chứ lị. Thằng bé nó hoàn hảo như thế, còn muốn thử gì nữa. Đừng có mà cố tình dìm hàng nó nhá. Giời, bà thì biết cái gì. Bà cứ chờ đấy, bà gọi nó ra đây đi đã. Minh ơi!
Dạ. Chị gọi em à? Ừ. Bình ơi, em làm sao thế? Nhìn gái không chớp mắt. Bây giờ tim đập nhanh, không thở được, bị nứt rồi đấy. Cô đưa đây cho cháu. Sao cô lại xách nặng thế à? Cô vừa đi chợ về mà. Cô để cháu xách cho ạ. À, ôi trời. Trời ơi. Minh ơi, sao mà em tốt bụng thế? Bị nấc thì không chữa đi lại đi xách hộ người ta. Chị à, chờ em một tí. Chú thì cũng vẽ việc ấy nhỉ. Cái bà Xuân ấy, bà bán gạo, bà khỏe như voi ấy. Cả một cái bao gạo nhá, 50 cân bà vác phầm. Có mấy cái túi thế này chú việc gì phải xách hộ. Thế thì ngoài cái bà ra chú không nhìn thấy ai khác à? Không nhìn thấy ai nữa à? À, cái em hot girl kia chứ gì ạ? Ừ. Cũng đẹp đấy. Nhưng mà phụ nữ có bầu bao giờ cũng phải được ưu tiên. Bầu nào? Bà ấy U50 rồi, bầu cái gì mà bầu? Không phải. Theo kiến thức sức khỏe sinh sản của em thì cái bụng đấy phải bầu 4-5 tháng rồi anh ạ. Chữa hay không không cần biết. Nhưng mà chị nói cho Minh nghe nhá, ý thức của em như thế là tuyệt vời rồi. Đấy, đàn ông ở cái xóm hóm này như ai mà cũng ga lăng như em á, cũng biết giúp đỡ những cái người phụ nữ có thai như em, chứ không phải sướng như tiên rồi. Chứ cứ như hai ông này á, nhìn phụ nữ người ta xách nặng nó đứng cái dương mắt ếch ra. Em chào anh chị em đi ạ. Ừ. Tốt thế chị Lị. Rồi. Anh thấy không? Tâm bất biến giữa dòng đời vạn thính như thế, chắc chắn là bóng rồi. Cứ để cho mấy cái bà ấy mơ mộng về người đàn ông đích thực đi. Rồi đến có lúc nha, vỡ mộng à. Lúc đấy thì không còn là Minh mạnh mẽ nữa, mà là Minh mỏng manh, Minh mềm mại. Trời ơi, lúc đấy mà nói xấu người ta. Ủa kìa bà Tú Vịt. Ôi. Bà bị làm sao thế này hả? Bị làm sao cái gì? Sáng ngày ra quần là áo lượt, mặt mũi thì tươi rói rói. Thế bây giờ là đi về thì mắt hoa sim, mồm hoa súng, te tua như con bạch tuộc thế này à? Làm sao? Thằng Minh ý. Thằng Minh làm sao? Tôi tin nó, chả hiểu kiến thức sinh sản của nó thế nào. Nó lại bảo bà Xuân nó có chữa. Thế mà lúc sao hiểu sao, lúc ấy tôi chả nghĩ ngợi gì cả. Tôi cũng tin thế là thật. Mà bà 50 tuổi rồi thì chữa đẻ cái gì? Thế là tôi đi loan tin khắp xóm thế này. Mọi người mang các thứ đến nhà bà ấy hỏi thăm chúc mừng bà ấy. Bà canh tôi ở đầu xóm kia kìa. Bà bảo tôi là cái tội ngồi lên mách lẻo, nói sai sự thật. Tát cho một phát chớp mặt. Trời ơi, tôi đã nói rồi mà không chịu nghe tôi cơ. Cái gì cũng nghe theo thằng Minh. Nói rằng là thằng Minh nói gì cũng chuẩn. Thằng Minh nói gì cũng đúng. Đấy, đúng bây giờ chết chưa hả? Ôi giời đất ơi. Cái gì thế kia? Ôi trời. Thì em định là em đi sấy cái tóc xong rồi là em đi ăn cưới cho nó tử tế. Cái máy sấy hôm vừa rồi anh Minh anh ấy sửa ấy anh. Nổ bụp một cái, điện đóm ở nhà là chập tan tành anh ạ. Đấy, tôi nói hai bà không chịu nghe tôi cơ. Cứ bảo rằng là kiến thức của thằng Minh ấy, cái gì cũng chuẩn, cái gì cũng đúng. Đấy, kiến thức cái con khỉ, đọc vào cái gì là hỏng cái đấy. Hỏng đâu mà hỏng, nó chỉ hơi chập chập một tí thôi. Ừ. Anh cứ nói quá lên. Đúng rồi, thôi được rồi, đi vào đây chị bật nước nóng cho mà tắm. Vâng. Ô, hay khổ đầu với tóc này chứ nị. Hai cái con mụ này. Tôi nói sai cái gì à? Anh Hiếu. Có chuyện gì? Sao? Anh ngồi xuống đây. Cho em trốn nghỉ một tí. Sao phải trốn? Bà Xuân, bà biết chú rằng là nói bà có bầu, cho nên bà ấy dình chú để bà đánh đúng không? Không. Em trộn cho chồng bà ấy cái thuốc nhuộm tóc. Mà chả hiểu sao bây giờ chồng bà ấy chọc cả đầu rồi. Mà vô lý thật, rõ ràng theo kiến thức hóa học của em thì cái tỷ lệ... Thôi, ông kia, thôi đi. Kiến thức cái gì, hả? Thôi luôn. Anh Đôn Chê, anh đi đâu mà lại mặc váy thế này? Mày lại còn hỏi à, hả? Mày có tin tao xé cái miếng vải ra tao thắt cổ mày không? Bình tĩnh, chú Đôn Chê, có việc gì mà căng thế? Không căng với thằng này không được anh ạ.
em là có một cái quần nó bị tuột cúc, thế là em đang định mang ra cửa hàng để sửa lại, thì gặp thằng này nó cứ khăng khăng là cái kiến thức may mặc của nó tốt lắm để nó sửa. Chả hiểu nó sửa cái kiểu gì mà hôm nay em mặc cái quần ấy đến nhà đứa bạn ăn đám dỗ, vừa cúi xuống vái thắp hương một cái nó toạt cái phát, rồi mát hết cả mông, người ta lại tưởng em là cái loại biến thái, thế là tống nó khỏi nhà. Thế khổ em không? Anh đừng có nóng, em cũng có cố ý đâu. Mày lại còn không cố ý à? Hả? May là mày là cái loại cong nhá, may mà thẳng mày chết với tao đấy. Anh nói cái gì đấy? Em cong lúc nào đấy? Em thẳng từng 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 thế này cơ mà. Chú nói rằng là chú thẳng ấy, vậy mà hôm ấy nhìn thấy gái xinh chú lại bơ tỉnh tinh tinh, thế là thế nào? Nói thật với hai anh, em ý là bị nhát gái bẩm sinh. Cứ mỗi lần mà em nhìn thấy gái là bị tụt huyết áp, rồi là máu không bơm được lên não, thế là cứ bị nấc anh ạ. Người lại còn thẳng đơ như cơ ấy. Nhát gái gì mà mày thấy phụ nữ ở xóm này mày cứ hót như chim ấy. Không, em chỉ gái xinh thôi, chỉ gặp gái xinh là em bị nấc. Chứ còn gái đã xấu, cấu hình còn xấu nữa thì em bình thường. Bình thường. Mày mới đến đây thôi, nhưng mà mày không biết là phụ nữ ở xóm này nhá. Chuẩn. Thằng này là em cũng không thể chịu đựng được rồi nhá. Dám xách mé sắc đẹp của chị em mình chị ạ. Có chuyện gì thì các chị em cứ bình tĩnh, em sẽ sửa cho. Sửa cái gì? Mà đừng đau hỏng đấy, mày sửa cái gì hả? Này, nghe tôi nói đây này. Lùi ra. Chị có gì em sai em sửa mà chị em mình chứ. Ôi trời ơi. Mr. Perfect.